cái tên 1977 lúc cùng với ba anh chàng Trung Anh, Diệt Anh và Dân Tân chắc hẳn đã quen thuộc với nhiều người lắm rồi. Nếu như Trung Anh và Diệt Anh gây tuyệt vời vì ngoại hình giống nhau, lòng tiếng xuất sắc thì Dân Tân lại khiến người ta yêu thích vì những màn quá thân thần thánh. Ngoài vai cậu vàng trong clip boy phim thế hệ cậu vàng cực mạnh, ba vai diễn còn lại mà em út 1977 lúc đảm nhận đều là nữ thị nở, mị và chị dậu. Thế nên nếu nói anh chàng để lại tuyệt vời mạnh nhất cũng chẳng sai chút nào. Bốn vai diễn của Dân Tân. Trong ba người, Dân Tân là trẻ nhất, cậu người chơi chỉ thế hệ 18 tuổi, đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Hiện tại, anh chàng cũng là người duy nhất trong nhóm chưa có người chơi gái nên cũng gây tìm hiểu nhất, sở hữu lượng fan gì đông đảo nhất. Liên hệ với cậu người chơi, Dân Tân thật thà chia sẻ, từ sau clip thứ 4 thì mình khai mạc thu được tin nhắn làm quen và trò chuyện của một vài người chơi nữ. Trước đó mọi người kém cỏi muốn ask Facebook của mình là chủ yếu. Trong khi ai muốn thì thầm với mình cũng đều trả lời hết. Dân Tân em út của 1977 lúc. Khi được hỏi về mẫu người chơi gái lý tưởng, Dân Tân cho biết, mẫu người chơi gái của mình không phải hơi mũm mĩm như anh Trung Anh đùa đâu à. Trước đây mình thích con gái hiền hậu với xinh một chút nhưng mà bây giờ mình không quan trọng ngoại hình đưa Aroi. Với mình bây giờ chi nợ hơ bờ dơ y ti nợ của A mình và bi tờ u ăn la cờ, xin qua về cung ngờ la mờ cờ gì đâu. Mình cũng nghĩ hơ bờ ca y ti nợ thì thế hệ ở lâu dài được. Mình định 26 tuổi thế hệ cưới nhưng mà tự thấy lớn rồi nên mình nghĩ giờ yêu để cưới thôi. Kiếm được người phù hợp cũng không phải lập cập hay dễ dãi gì. Dân Tân còn nói thêm về cuộc sống sau khi được nổi tiếng, đi đâu cũng có người nhận ra khiến anh chàng vừa e vừa vui. Thậm chí người chơi gái cũ còn nhắn tin chúc mừng, khi còn học cấp 3 em cũng có người chơi gái nhưng sau đó bọn em chia tay và hiện tại em đang độc thân. Sau khi em và 1977 lúc được nổi tiếng thì người chơi ấy có nhắn tin chúc mừng nên em cũng vui lòng trả lời và cảm ơn thôi. Một đoạn trích trong clip chị dậu parody của 1977 lúc. Clip nào cũng đanh đá là thế nhưng hóa ra ngoài đời Dân Tân lại hiền hậu lành và có mẫu người chơi gái dễ chơi quá nhỉ. Đọc đến đây, các fan nữ còn chần chừ gì nữa mà không ứng cử ngay. Biết đâu lại làm nên chuyện tình idol fan gì thì sao?